được gặp lại quý vị trong bản tin FPNC tới ngày hôm nay 16 tháng 11 năm 2017 và như thường lệ trước khi đi vào phần tin chi tiết xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật sau đây đại biểu quốc hội chất vấn về việc thuế của Uber và Grab Thành phố Hồ Chí Minh nâng giá bồi thường đất dự án Metro Bến Thành Tham Lương CBRE khẳng định Trung Quốc tăng vốn vào Việt Nam không phải là tín hiệu đáng ngại Thưa quý vị, ngày 16 tháng 11, thì Quốc hội đã bắt đầu hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều nội dung quan trọng đã được mổ xẻ. Không biết đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại về việc thất thu thuế tại các doanh nghiệp nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam, nhưng lại có doanh thu cao. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đến từ đoàn Hà Nội, cải cách thủ tục thu thuế của ngành tài chính vừa qua đã làm rất tốt khi chuyển từ kê khai giấy sang điện tử, rút ngắn thời gian kê khai thuế. Tuy nhiên, những hình thức thu thuế hiện nay vẫn mang tính truyền thống trong khi xã hội biến chuyển rất nhanh. Hình thức kinh doanh hiện đã phát sinh nhiều loại mới như bán hàng trên mạng, chủ thể kinh doanh ở nước ngoài nhưng kiếm doanh thu cao ở Việt Nam thì ngành tài chính lại chưa kiểm soát được. Theo các đại biểu, phương thức thu thuế của các cơ quan quản lý ngành thuê tài chính cần thay đổi để thích ứng với những loại hình kinh doanh phát triển mới. Các đại biểu nhấn mạnh không phải là câu chuyện khả thi hay không mà là việc phải làm. Bởi nếu không làm được việc này, thì trong tương lai sẽ không kiểm soát được những thất thoát như trong trường hợp của Uber và Grab. Hồi giữa tháng 7 2017, Tổng cục thuế yêu cầu cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra nộp thuế của Grab và Uber từ khi kinh doanh tại Việt Nam. Trong một phiên thảo luận về vấn đề cải tạo chung cư cũ diễn ra tại diễn đàn bất động sản Việt Nam lần thứ nhất vào chiều ngày 15 tháng 11, Ông Nguyễn Chí Dũng, phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã nêu ra một loạt những khó khăn trong vấn đề cải tạo này và được ông ví như một đặc sản khó ăn của thủ đô. Đến nay Hà Nội đã kiểm tra rà soát được 1.600 chung cư. Thành phố cũng đã phân hạng các chung cư cũ theo mức độ cấp thiết cải tạo dần. Trong đó có 4 chung cư cũ tập trung ở quận Ba Đình cần cải tạo khẩn cấp. Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Hà Nội đã bố trí nhà tạm khang trang tiêu chuẩn cao tại khu vực Yên Hòa, vốn là khu nhà dành cho công vụ. Thế nhưng, thành phố phải mất đến 10 năm mà chỉ vận động được 50 hộ dân đến nơi tạm cư, số còn lại vẫn đang tiếp tục vận động. Về việc cải tạo thì Hà Nội cũng chỉ mới cải tạo được 14 chung cư cũ, vẫn còn hàng trăm chung cư cũ trên địa bàn thành phố chưa tìm được cách tháo gỡ để cải tạo. Một trong những nguyên nhân gây khó khăn lớn nhất đến việc cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội, đó chính là vướng phải một số quy định khống chế về chiều cao và quy mô dân số. Hiện nay có 18 nhà đầu tư quan tâm đến việc cải tạo chung cư cũ này, một số nhà đầu tư lớn có thể kể tới như Vingroup, Việt Hưng, Sun Group. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra trong vấn đề làm thế nào để cải tạo được chung cư một cách hiệu quả. Theo ông Dũng tiết lộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang xây dựng cơ chế riêng để cải tạo chung cư cũ, dự kiến đầu 2018 cơ chế này sẽ xây dựng xong. Liên quan đến việc bồi thường đất tại dự án Metro Bến Thành Tham Lương, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tại dự án này. Theo đó thì sẽ có giá bồi thường đất cao từ 2,9 đến 5,9 lần so với bản giá đất. Mức giá bồi thường tại dự án này hiện đã được điều chỉnh theo hướng tăng lên so với trước để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Theo kế hoạch tuyến Metro Bến Thành Tham Lương dự kiến khởi động vào năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký hiệp định vay 540 triệu đô la Mỹ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vào đầu năm 2013. Vốn đầu tư xây dựng tuyến Metro này là 1,3 tỷ đô la Mỹ vay từ ADB, Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và vốn ngân sách đối ứng. Đến năm 2015 thì dự án Metro Bến Thành Tham Lương đã chậm 2 năm và phải điều chỉnh thiết kế và đội vốn lên tới 2,19 tỷ đô la Mỹ. Khi đó, thời gian chậm nhất để thực hiện dự án nâng đến năm 2018 và năm 2023-2024 hoàn thành. Dự kiến việc xây dựng metro Bến Thành Tham Lương sẽ ảnh hưởng đến 679 hộ dân dọc tuyến từ quận Nhất, quận 3, quận 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Trước tình hình lượng vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc và Việt Nam có xu hướng tăng đột biến trong những tháng gần đây, thì đại diện CBRE Đông Nam Á nhận định đây là dấu hiệu khả quan, cho thấy thị trường Việt Nam đang tỏ ra ngày càng hấp dẫn. Theo ông Anshuman Magazine, Chủ tịch CBI Đông Nam Á thì Trung Quốc là nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Do đó, việc có ngày càng nhiều nguồn vốn từ Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài là điều hoàn toàn bình thường. Không riêng Việt Nam thì nguồn vốn từ Trung Quốc cũng đang gia tăng tạo hầu hết các nước trong khu vực. Hơn nữa, Việt Nam lại là nước có vị trí địa lý rất gần với Trung Quốc nên các nhà đầu tư Trung Quốc dễ tiếp cận hơn. Ngoài ra, một lý do không thể không nhắc đến là kinh tế Việt Nam đang có tăng trưởng tốt, đô thị hóa nhanh và nguồn cầu có sẵn do đó việt nam đang là thổi nam châm hút vốn đầu tư không chỉ từ trung quốc mà còn từ rất nhiều quốc gia khác đại diện cbie cũng cho rằng việc trung quốc tăng vốn vào việt nam là tín hiệu khả quan chứ không đáng ngại như cách nhiều chuyên gia trong nước đã cảnh báo Việc ngày càng có nhiều nhà đầu tư, bao gồm những đơn vị từ Trung Quốc, đến tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam là một tín hiệu khả quan đối với những đối tác Việt Nam tìm kiếm vốn đầu tư hoặc các cơ quan chính phủ phê duyệt dự án. Điều quan trọng là cần xem xét khả năng phát triển dự án của những nhà đầu tư nước ngoài, độ tin cậy từ những dự án họ hoàn thành trước đây, cũng như tập nhìn của họ khi kinh doanh, doanh tại Việt Nam để chọn lọc cho phù hợp. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc không tính Hồng Kông và Đài Loan và Việt Nam đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, trong khi số liệu này của cùng kỳ năm 2016 chỉ chưa đầy 900 triệu đô la Mỹ. Cũng theo ông Anshuman, thị trường Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của vốn đầu tư ra nước ngoài từ các quốc gia APEC trong những năm tới đây. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì bộ này đang chủ trì nghiên cứu chương trình xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực dành cho các nông sản có giá trị trên 1 tỷ đô la Mỹ. Thông tin được chia sẻ tại hội nghị quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2017. Chương trình xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Khoa học Công nghệ thực hiện. Mục tiêu chính của chương trình là xây dựng được kế hoạch sản xuất, kế hoạch phát triển thị trường cho các sản phẩm được lựa chọn. Các địa phương và doanh nghiệp có thể dựa trên cơ sở đó để có định hướng phát triển phù hợp. Trước mắt chương trình sẽ tập trung cho những nông sản có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ và có tiềm năng sản xuất công nghiệp trên quy mô lớn. Quan điểm của chúng tôi là lựa chọn các mặt hàng có thế mạnh, có thể sản xuất trên quy mô lớn với mức độ cơ giới hóa cao, có khối lượng và giá trị tiêu thụ lớn và chất lượng đồng đều, đảm bảo an toàn thực phẩm, có giá bán cạnh tranh. Đây cũng là các loại mặt hàng mà được tập trung nhiều vào các doanh nghiệp có thế mạnh, có đã xây dựng thương hiệu và cũng có mong muốn xây dựng để hình thành phát triển thương hiệu quốc gia. Hội nghị quốc tế về công nghiệp thực phẩm Việt Nam là sự kiện thường niên diễn ra bên lề triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Năm nay hội nghị mang chủ đề nâng cao chuỗi giá trị trong ngành thực phẩm Việt Nam, đề cập đến nhiều vấn đề nóng bỏng trong chuỗi giá trị của ngành như vấn đề an toàn thực phẩm liên quan đến chuỗi giá trị, xu hướng nhu cầu của người tiêu dùng thực phẩm, các giải pháp phát triển thị trường, tiếp cận tài chính. Nhân dịp này thì Vietray cũng tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Vietray và Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông về hợp tác xúc tiến thương mại giữa hai bên nhằm đẩy mạnh hoạt động thương mại song phương Việt Nam Hồng Kông. Đồng thời, Việt Trade cũng ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Nelson Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng cường hiệu quả của các chương trình nghiên cứu, phát triển thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp về xúc tiến thương mại. Tin về đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm. Số thủ tục được đề xuất cắt giảm chiếm gần 14% trên tổng số điều kiện đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ Y tế quản lý. Có thể kể đến như Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm giảm từ 57 điều kiện còn 48. Cơ sở sản xuất kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, nước đá dùng liền từ 152 điều kiện còn 133 điều kiện. Đặc biệt đối với thủ tục xác nhận công bố phù hợp với quy định an toàn thực phẩm, Bộ Y tế lần này đã đề xuất với nhóm sản phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, dụng cụ vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì doanh nghiệp tự công bố và gửi một bản tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được phép sản xuất kinh doanh sau khi gửi bản công bố. Đại diện lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cũng cho biết, so với nghị định 38/2012, dự thảo nghị định sửa đổi lần này đã được bỏ bớt các thành phần hồ sơ như giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng cho biết, Bộ cũng đang rà soát đề xuất sửa đổi nghị định 178 về xử phạt lĩnh vực an toàn thực phẩm theo hướng tăng mức xử phạt. Và trong chương mục con số mỗi ngày hôm nay chúng tôi xin đề cập đến con số 6.000 tỷ đồng thưa quý vị. Đây là số tiền mà ngân sách nhà nước bị thất thu khi thanh tra chính phủ phát hiện hàng loạt sai phạm của các dự án tại Hà Nội. Vào chiều ngày 15 tháng 11 thì thanh tra chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng một số dự án phát triển nhà ở, khu đô thị và quản lý sử dụng quỹ đất, quỹ nhà ở của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2002-2014. Tuy chỉ mới thanh tra 38 dự án trong 204 dự án tại Hà Nội, nhưng thanh tra chính phủ đã phát hiện được rất nhiều sai phạm, làm thất thoát khoảng 6.000 tỷ đồng của ngân hàng nhà nước. Hầu hết các dự án ở giai đoạn 2002-2014 đều có những khoản chi không đúng với quy định như chi phí dự phòng, thuế VAT, chi phí giải phóng mặt bằng, v.v. Ngoài ra, thì việc tính toán và phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư khu nhà ở, khu đất ở cũng không theo quy định và quy hoạch. Mặt khác, theo quy định thì chủ đầu tư phải nộp 20% quỹ đất hoặc 30% quỹ nhà. Nhưng trên thực tế thì có trường hợp thành phố lại phải bỏ tiền ra mua lại số căn hộ thuộc 30% quỹ nhà mà chủ đầu tư có nghĩa vụ trích nộp. Thanh tra chính phủ cho hay nội dung kết luận nêu trên đã được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thông qua và yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành liên quan thực hiện kiến nghị của kết luận. Vâng kính thưa quý vị, đến đây thì phần 1 của chương trình cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị cùng nghỉ ngơi trong giây lát trước khi quay trở lại với phần 2 với các nội dung nổi bật. Hạ viện Nga thông qua luật tăng kiểm soát báo chí nước ngoài. Các ủy EU khẳng định sẽ còn nhiều vụ kiện nhắm vào Google ở châu Âu.